Hello, xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản để các bạn khai thác cái dự án có tên là Minehasa nhé. Trong cái dự án này thì tổng nguồn cung của nó rất là ít nha, ít hơn cả BTC nhé, chỉ có là 10 triệu token thôi. Và nếu như nó là một cái dự án thành công thì mình nghĩ là giá cả của nó rất là cao nhé. Và dự án thành công hay là thất bại thì các bạn phải xem thời gian nó chứng minh nhá. Nhưng mà hiện tại thì nó cho mình khai thác miễn phí và tỷ lệ mà mình khai thác được rất là nhanh. Các bạn cứ thử nha. Đầu tiên thì các bạn cứ đăng ký tài khoản để các bạn khai thác thử. Và sau này nếu như mà tốc độ của nó giảm quá, mỗi ngày các bạn chỉ khai thác được là 0, mấy cái đồng Hesa thì các bạn có thể là bỏ nhá. Nhưng mà lúc đó thì các bạn cũng không nghĩa là các bạn bỏ 100%, có nghĩa là các bạn sẽ bỏ hôm nào các bạn muốn vào khai thác hoặc là không vào cũng được đó. Còn hiện tại nó mới thì mình nghĩ là các bạn cứ khai thác liên tục cho mình nhé, không nên bỏ lỡ ngày nào luôn nha. Rồi thì sau khi các bạn kích vào link trong phần mô tả của video thì nó sẽ hiện cho bạn một cái phần đăng ký tài khoản. Và trong phần đầu tiên thì nó sẽ hiện cho bạn là tên người dùng nhé, tên tài khoản nha. Ví dụ như là ở đây mình sẽ tạo một cái tên tài khoản này. Và tiếp đến cái phần hỏi tên thì các bạn sẽ điền cho mình đó là hỏi tên của các bạn vào nha. Ok, tiếp đến là địa chỉ mail nhé. Địa chỉ mail này thì các bạn phải dùng cái địa chỉ mà các bạn đang sử dụng bình thường nha. Các bạn phải verify địa chỉ mail nhé. Ok, tiếp đến các bạn sẽ tạo cho mình một cái mật khẩu nha. Mật khẩu này thì các bạn tự tạo như thế nào cũng được nhé. Chỉ cần là có chữ này và có số là được nhé. Từ 6 ký tự trở lên là ok nha. Ok, tiếp đến các bạn sẽ kích vào cái phần là đăng ký nhé. Và sau khi các bạn kích vào phần đăng ký xong, nó sẽ hiện cho các bạn là check địa chỉ Gmail. Các bạn sẽ quay trở lại địa chỉ Gmail để các bạn check verify cái tài khoản của các bạn nhé. Ok, thì đây các bạn có thể xem nhé. Account verify này, các bạn sẽ kích vào verify địa chỉ Gmail của các bạn nhé, cái địa chỉ mà các bạn sử dụng đăng ký nhé. Nếu như các bạn mà chưa verify, nó sẽ hiện là verify thành công nhé. Và các bạn thấy nó hiện là thành công rồi thì các bạn sẽ quay trở lại đăng nhập tài khoản cho mình nha. Còn ở đây là mình đã đăng nhập sẵn luôn nha các bạn. Đầu tiên các bạn đăng nhập vào xong, nó sẽ có một cái giao diện tương tự như này luôn. Và các bạn muốn khai thác thì các bạn sẽ kích vào ba gạch ở trên cùng này cho mình nhé. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bạn phần Start Mining này. Các bạn sẽ kích vào cái mục Start Mining cho mình nhé. Tiếp đến các bạn sẽ kích tiếp cho mình vào Start Mini nha. Phiên đào của nó thì 24 giờ các bạn sẽ kích hoạt một lần nhé. Nếu như các bạn mà không kích hoạt nó sẽ ngừng chảy nha. Và các bạn kích vào xong nó hiện thành công như này là xong nhé. Đấy, các bạn sẽ thấy là thời gian nó sẽ đếm ngược cho các bạn trong vòng 24 giờ. Và cứ sau 24 giờ các bạn sẽ đi vào khai thác một lần thôi. Ok chị ạ, mỗi ngày các bạn khai thác được là 4,5 cái đồng Hesa Coin nha. Tương lai nếu như mà nó có giá một cái đồng Hesa Coin có thể là 1 đô, 2 đô thì cũng khá là ngon các bạn nhé. Hy vọng là nó cũng đi đường nhanh một chút nha. Ở đây nó sẽ có cho các bạn rất là nhiều mục khác như là ví này. Ok chị ạ, và giao dịch chứng khoản các kiểu nhé. Còn nếu như bạn nào mà muốn lấy đường link chia sẻ thì các bạn sẽ đi vào mục tài khoản này nha. Ở đây các bạn sẽ kéo xuống ở dưới này, các bạn chỉ cần là copy cái link này cho mình nhé. Link đầu tiên các bạn copy đó là link kèm cả mã giới thiệu. Còn thứ hai các bạn copy nó chỉ là lấy riêng mã giới thiệu của các bạn thôi. Nếu như bạn nào mà copy phần nào cũng được nhé. Nhưng mà theo như mình thì copy luôn cái đường link đầu tiên nhé. Ok, đó. Tiếp đến các bạn chỉ cần là đi chia sẻ cấp dưới. Chỉ cần dán cái link này bất kỳ trên mạng xã hội nào có cấp dưới, có bất kỳ ai người ta đăng ký qua link của các bạn là họ trở thành cấp dưới của các bạn nhé. Ok thì phần này tùy thôi nhá, bạn nào mà tin tưởng dự án thì các bạn có thể là ủng hộ dự án bằng cách này nhá. Còn các bạn mà không tin tưởng thì các bạn tự khai thác một mình cũng được nha. Thì nếu như các bạn mà không hiểu gì các bạn tự dịch ra tiếng Việt nhá. Ở đây nó có rất là nhiều mục như là tài liệu này, giấy trắng và cổ đông của dự án này. Và trình khám phá khối này. Ok. Thì như vậy là mình cũng đã cập nhật nhanh gọn cho các bạn cái dự án Hesa Coin này rồi.
hay gọi là Hexagen. Nếu như các bạn mà tin tưởng dự án thì các bạn cứ khai thác nhé. Khi nào mà bên dự án nó cập nhật gì thêm, mình sẽ ra video, mình sẽ cập nhật cho các bạn nha. Hiện tại thì nó mới ra cho nên là tốc độ khai thác của nó rất là nhanh, các bạn cứ thử xem nhé. Theo như mình được biết thì trong cái dự án này nó chỉ cho chúng ta khai thác chỉ trong vòng 2 tháng thôi, cho nên là thời gian khai thác nó cũng rất là ngắn gọn. Các bạn nhanh tay đăng ký để các bạn khai thác thử nha. Và sau khi video này của mình lên thì nếu như bên dự án có gì, có thông tin gì mới thì mình sẽ cập nhật sau cho các bạn nha. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái phần mình sẽ chọn ra 2 hoặc là 3 bạn để mình trao thưởng nhé. Trao thưởng BNB, thẻ cào hay là Momo nha. Bạn nào mà xem video các bạn là người may mắn thì các bạn cứ IB mình để nhận thưởng nhé.